Rồi, thấy rồi các bác. Thôi hôm nay để anh Linh mổ đi. Để áp đi. Tránh nhau lấy được các bác ạ. Anh em tránh nhau lấy. Thống nhất nhá. Tổ này anh Linh sẽ lấy. Huệ là lấy hai tổ nhưng mà mật khoan thua lắm. Tổ này thay đổi. Anh lấy xem con gà nó mổ xem. Gà già mổ xem nó có ăn thua không. Đẹp, nhộng đẹp luôn. Đấy, nhộng đẹp luôn. Nhưng mà nhộng đẹp nhưng mà bờ mật sao bé lắm. Nó có một tí bờ mật thôi. Bờ mật nhỏ lắm. Sao mà ít mật thế nhỉ? Đây, cái đầu mật ngay đây luôn các bác. Đấy. Con gà già mổ cũng không ăn thua rồi. Năm ngoái thì nó cũng làm ở cái cành này rồi các bác này. Đấy. Cái đầu mật năm ngoái nó to thế này cơ mà. Kiểu là không ai thấy, bắt đầu là nó già nó đi, nó để lại cái đầu mật. Ồ, thế thôi anh ạ. Mất công thôi. Thôi để lại xem nó ở lại, nó là nó nuôi cái quần đấy, sau nó làm tổ khác cho mà lấy. Tổ ong này cũng không ăn thua các bác ạ. Anh em tìm cũng mất khá thời gian nhưng mà lên nó cũng không có mật. Chắc là vài ngày tới đây anh em sẽ tạm dừng đi tìm ong lại. Nắng lên này. Nắng hẳn lên ong nó có mật rồi đi lấy sau. Buồn nhỉ. Lúc đầu anh em hy vọng lắm các bác ạ. Hy vọng nhìn cái tổ này nó to mà nó đông quân ấy. Anh em hy vọng lắm. Anh em còn tránh nhau lên lấy kìa. Đấy, cho hai ông lên, một ông quấn, một ông cào mà có được đâu. Trời nó phải nắng kìa. Dạo này nó không nắng. Để anh em xuống suối kiếm cái gì đấy. Tối nấu cơm ăn thôi. Cứ treo con bia lên. Ai bắn trúng thì nhảy sang là chạy ra uống luôn đúng không? Làm xong thi luôn. Làm xong thi luôn chứ còn gì nữa. Không có bia để treo á. Có. Thành làm cái dây này à? Đây là cái lá của dây đồng tiền. Loại này thì mọc gặp đường rất là nhiều. À, nó cong, dẻo cong. Đấy, dẻo đấy. Xem cái dây này có được không. Thì nhau đêm nay ai bắn được nhiều nhá. Nhẹ lắm. Nhẹ. Được. Được không anh? Ổn không? Được, ổn. Đêm nay tôm là... Giờ thì thấy ổn đấy, nhưng mà... Không biết là hiệu quả thế nào. Ok chưa? Ok. Dẻo đấy. Đẹp. Tha hồ chắc đúng không? Okay. Chắc, chắc. Chắc chưa? Chắc, ok. Ấy, được, được. Được, 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 được. Rồi, đây rồi. Nhanh lắm. Rồi, một em tôm. Đấy, được, hiệu quả đấy, hiệu quả đấy. Hiệu quả lắm. Đây, một em to này. Em to à? Đây. Được chưa? Ôi, ngon đó. Quá hiệu quả. Rồi. Bắt hộ anh. Rồi, bài. Cầm cái càng. Ôi, trời, con này đen. Móc to đấy, to đấy. Móc đất ngoài đi. Từ vội nhá. Em móc đấy. Kéo vào cái dao anh nhá. Người nhẹ từ từ thôi.
Con cua tham càng có càng. Anh ơi, ai có lên có lên kiểu là đâu. Được, thế. Được đấy. Được. Thế ăn. Đấy, cứ được cái loại đấy. Tầm khoảng 15 con là được nấu cháo ngon nha. Ôi bên kia. Trời. Càng đây. Sướng kìa. Vào đây, vào đây. Bạn ơi. To chưa? Quả này thì phải đi với anh nhá. Đấy đấy. Rồi. Chết chị em. Bắn cái này rất hay nhỉ. Còn có tinh. Cũng hiệu quả đấy. Cũng hiệu quả đấy. Rồi, dính rồi, cẩn thận. Đấy. Được. Đen. Được. Đấy Linh ơi. Dính luôn. Em ơi, vào chuồng đi nhá. Cung thủ. Xuống. Anh để sát thôi. Được. Đấy, được. Thắt một rồi. Thấy đây là lên tay hẳn rồi đấy. Lên tay rồi. Hồi đầu đang còn trượt nhiều, bây giờ lên tay hẳn rồi. Ra rồi các bạn, ra rồi. Gặp các anh đấy, cái chú tèo vẫn tồn rồi. Cua tắm càng hai càng. Yo. Trượt ra. Lại trượt rồi. Sâu quá. Lùi à, anh Linh bắn chính xác đấy chứ. Bắn quả nào cũng đúng. Đấy chưa? Đấy, yeah, ok. Được, được. Tạm chấp nhận. I see. Đấy, con này to này, con này to. To. Được. Đấy. Oh. Oh, trượt rồi, trượt rồi. Mất. Dính rồi nhưng mà mình nhấc lên nó vướng lá, vướng que. Vướng, con tùng to. Mất. Lại nào đây rồi. Bị thương rồi, bị nữa rồi. À, dính rồi, dính rồi. Đây. Ơi trời, vẫn chưa dính à? Ôi, vẫn trượt. Bắn sau đi. Hỏng rồi, phải tập lại rồi. Con đang bị thương. Chạy chạy tất tí đây đây. Đây bên mãi bên này này. Đâu, để anh. Đây. Đây đây. Mấy phát rồi. Thì cái lá đây Linh. Thì cái lá thì đây. Thử Linh coi. Bắn đằng sau mà được. Tiểu vẫn tồn. Vẫn trượt. Vẫn trượt. Tiểu Vân Tùng. Được, lần này trúng rồi. Đấy, trúng rồi. Đấy, thế gì? Bắn cho bị thương rồi. Được. Hàng to đấy. Đây, được. Được. Đã xì luôn. À, chà. Anh xin. Đấy. Thế là khá rồi anh. Đấy. Hôm nay nó mới ra mà. Ủa, chạy vào đấy à? Chạy vào đó, cua to lắm. Móc luôn à? Hiểu được không? Hốc đất này nó hơi sâu đấy. Đấy, đá thôi. Đấy chạy. Này. Đồng anh, sâu quá. Ai ra là được rồi. Còn cua có cả hay không dám bắt. Ai ra là thấy, ai ra là được rồi. Tám cả hai ca đó. Tám đấy anh ơi. Một cắn ông mà. Được. Ôi trời, đeo chặt cua. Cua này béo lắm đấy. Chú bơ mà chạy được với ông à. À. Cứ thấy là được. Là có cái ăn. Cua to nha. Còn cua đen xuống. Đấy. Còn cua đen. Còn không? Úi trời. Chạy. Không thể đến. Chạy nổi với anh em. Rồi. Dính rồi. Bắn hiệu quả nhỉ? À, một nhát em ơi. Ăn ngay. Rồi. À, ngon. Được. Ông đâu anh đi khai. Đẹp trai.
đèn này em ơi. Được. Chuẩn không? Được, con này được. Đâu mà được đấy, to đấy. Tốt, nhân tay đấy. Được. Cô đá to lắm. Hắn vẫn cắn rồi. Ừ, cô đá. Nhanh, không vào lỗ. Nhanh, không chui vào lỗ mất. Đây. Được. Được, có mồi. Cứ đều thế là có mồi. Đấy, con tôm đây. Ôi, nhà cung thú bây giờ là thành cua thú luôn rồi này. To hết đấy. Ui, con tôm chưa? To. To đấy. Đây, được thêm em tôm đây. Đấy. Đấy. Má con. Đấy, thầy nghề lên chơi nha anh. Thầy nghề. Lê chi. Đấy em ơi, đèn luôn. Hơi rồi, dính luôn. Hơi sâu à. Hơi sâu à. Đấy, mất rồi đấy. Ơi nọ ơi, đèn chưa. Đấy, đèn chưa. Được. Cô đang ở gần hang chụp nhá. Nó ở dưới bên dưới cái bọn lá này, lá khô này mình để ý kỹ mới thấy. Hang nó nhiều mà, đó. Hang nhiều lắm. Ở cái kia nó đục kìa. Được. Ôi nha, con rồi. Chạy. Được này, phát thứ hai con này. Đấy. Bắn chuẩn. Đấy. Siêu cao vẹo lắm cơ mà. Càng to chưa? Ồ. Cẩn thận. Ui, cẩn thận nó vào đấy. Á hư rồi. Lại á hư rồi. Nó gấp tao thế. Đấy. Bay. Góc nhanh thật. Mỗi người một con, xem ai đưa chính nhá, hai ba. Ô chưa được, bị thương rồi. Ố à, đi được rồi. Đấy mới là ố này. Đây con to này. Bắn tiếp ở đấy, nó đang chạy kìa. Ủa. Lại được luôn. Linh ơi, đây con rồi, Linh ơi. Đâu rồi? Đấy. Đây. Đây nè. Có chưa? Được. Chưa to chưa? Được, vàng ươm. Đấy, vàng ươm. Đấy, to chưa? To đen. Vừa to vừa đen. Đấy. Đấy. To chưa? To đấy, con này to đấy. Già cả hết càng rồi. Đấy, nhìn cái cảng nó sần sùi luôn này. Thoải mái. Ôi, tôm được nhiều ngay. Đủ ăn rồi anh em ta về thôi. Cũng khuya, trời lại mưa nữa. Đấy, bỏ cua vào cái nồi bé này này. Để cái nồi to kia để bỏ ruột tôm vào. Đây, lựa một số con để nấu cháo nhá, con to luộc anh nhá. Luộc nồi đâu? Đây, có cái vùng này thành cho đây. À, chảo béo lắm. Ê, béo chưa? Đấy chưa? Đấy đi này. Thế cua này. Lên thế này nhé. Thế cua này mà. Để á. Con mình cái đó mà. Chảy. Kẹp à? Được đấy. Chảy cả mẫu tay. Mày á. Vào nồi vẫn kẹp. Chết mà vẫn kẹp. Mình cái đó mà. Cua này thì anh em sẽ bóc một ít nấu cháo các bạn, một ít nấu cháo, còn luộc một ít, còn luộc trong cái nồi. Đấy, con đại ca đấy. Đấy, mấy con to. À, trời. Tôm này anh em nướng này, tôm suối nó chỉ bằng này thôi, bằng này là to rồi. Chừng này tôm. Tôm suối mà nó cứ to như tôm nuôi nhá. Anh em với chục con là ổn. Đấy. À, chặt chưa? Gạch. Đó. Quá nhiều gạch luôn.
béo. Nhưng mà lấy gạch thôi nhá, đừng có lấy cái đen đen của nó. Lấy cái vàng vàng, lấy cái hồng vàng. Hai bên thôi đấy. Từ cái đợt đây ta lên luôn nhá. Chưa? Rồi. Được rồi đây. Đây, đi. Đi làm muối hạt rồi là. Lên nấu ăn thôi. Lên nấu ăn thôi. Bỏ đóng thôi nhá. Này đến giờ này nó ngớt ngớt mưa đấy, lúc về. Con người nó vào, con người chào. Một bát. Đây, cái món này linh nó khi chín trước ấy nhá. Thấy đổi màu rồi đấy. Đổi màu rồi. Con này thì nhanh không. Cái đổi màu là được luôn. Cái thấy trắng đấy. Mắt là tại này cứ đỏ thôi. Đổi màu là đỏ là ăn được. Tôm này nhiều hóa chất lắm. Nướng lên nó đỏ lư. Đỏ ăn. Cua cũng đỏ rồi. Cũng đỏ rồi. Cháo thì phải đợi hơi lâu để thật nhừ nghe được. Cua đấy luộc nhừ quá lát nó khó tách thịt đấy anh ạ. Sôi tí rồi là được thôi. Sôi lên lát là được. Em thấy cạn cả nước đi rồi. Một món. Cháu đi rừng cũng kiếm được ít đồ ăn. Mời các cô. Đây, tôm nướng nữa bác. Để anh Thành có làm một bát muối với hành chấm tôm với cua lần thiếu một. Mời tất cả các bác nhá. Anh em mời các bác ăn khuya với anh em. Mời các bác ăn khuya nhá. Đúng ăn khuya. Đấy, tôm. Tuyệt vời á. Đấy. Chào. Đấy đi. Ngon. Đấy. Tôm suối không ngon đấy gì ngon đấy. Phải không? Phải ăn cái con rôm cay nào vào. Ngọt lắm nhau. Nhau ngọt rồi. Mà ngọt. Được vậy. Trời mưa mà cháo vẫn đặc. Trời càng ngày càng nặng hạt. Ok, mời các bác nhé. Ăn trước con tôm. Rồi. Đây. Mời Hà Ánh với là Hùng nhá. Không biết là bên kia ba anh em có kiếm được cái gì không? Cái hầm thì đúng bài hiện tại anh làm ạ. Cái này là cái Thế ơi, cái này là cái hệ á đây à? Á là cho hệ á đấy. Thôi xin đấy. Nó cũng hơi đau đấy. Đấy, cháu cua chuẩn đấy nha. Ăn càng này mà nhai được cả càng mới là tài. Ăn cua này xong nhiều gạch không? Béo chưa? Quá cua luôn. Béo nhỉ? Béo luôn đấy. Tuyệt vời luôn đấy. Đấy. Quá béo. Trời sấm rồi. Trời sấm chớp rồi các bác ạ. Con nào cũng béo nhỉ? Béo này. Có gạch nó vàng thì. Còn đấy. Còn cái gạch trước. Anh Thành bắt thứ hai rồi. Mưa này là mưa đầu mùa đấy. Từ đầu mùa đến giờ mới có trận mưa to thế này. Anh em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ anh em. Rất mong là các bác luôn luôn đồng hành cùng anh em trong những chuyến đi rừng. Anh em xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo các bác nhé. Tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác nhé.